Vâng, anh Hoàng xin kính chào tất cả những anh chị em cùng bà con cô bác có chung cái niềm đam mê yêu thích trồng cây, đặc biệt là trồng cái cây dâu tây. Thì hôm nay là trong một cái chuyên mục gọi là giới thiệu về cái chế phẩm sinh học EM, đồng thời sẽ hướng dẫn bà con cùng anh chị em về cái cách chúng ta gọi là pha chế cái chế phẩm sinh học EM gốc thành cái chế phẩm sinh học là EM thứ cấp. Thì phần đầu tiên thì anh Hoàng sẽ nói sơ qua về cái chế phẩm sinh học EM này là nó như thế nào, thì anh chị em là cũng có thể tìm được rất là nhiều cái thông tin ở trên các trang mạng, trên Google chúng ta có thể tìm hiểu. Nhưng mà tại cái video này thì anh Hoàng sẽ gọi là khái quát sơ qua về cái chế phẩm sinh học EM là nó sẽ như thế nào. Thì chế phẩm sinh học EM nó có cái tên tiếng Anh, nó là FST Microorganismat, hay còn gọi là các vi sinh vật hữu ích, được giáo sư tiến sĩ Teruo Higa người Nhật Bản nuôi cấy thành công. Thì trong chế phẩm này nó sẽ có hơn 80 loại vi sinh vật kỵ khí và hiếm khí thuộc các nhóm là vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn cố định nitơ và xạ khuẩn, vi khuẩn lắc tích, nấm men và vân vân, rất là nhiều các loại vi sinh vật khác nữa. Thì chế phẩm sinh học EM hay chế phẩm EM gốc, hay người ta còn gọi là chế phẩm EM1, thì thường được dùng để sản xuất ra các EM khác nhau như là EM thứ cấp, hay chúng ta còn gọi là EM2, hay là EM5, hay là EM FPE, hay là EM Pocasi. Thì thông thường các loại EM nó sẽ có các loại như sau. Thứ nhất là EM thứ cấp, nó là dung dịch EM có tác dụng phân giải các chất hữu cơ, khử trùng, làm sạch môi trường, cải thiện tính chất hóa lý của đất, tăng trưởng vật nuôi. EM5 là dung dịch EM có tác dụng hạn chế, phòng ngừa sâu bệnh, tăng cường cái khả năng đề kháng chống chịu của cây trồng, tăng trưởng của cây trồng. EMPE hay còn gọi là EM thực vật thì là dung dịch EM có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây trồng, tăng năng suất cũng như là chất lượng của cây trồng. EM Pocasi nó có nhiều loại, nó dạng bột như là Pocasi môi trường, hay là Pocasi phân bón, hay là Pocasi thức ăn chăn nuôi, vân vân. Thì nó có tác dụng là phân giải các chất hữu cơ, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, cải tạo đất như là tăng trưởng cây trồng, vật nuôi, chăn nuôi như là hạn chế dịch bệnh, làm sạch môi trường. Thì cái vai trò của cái chế phẩm EM trong cái canh tác nông nghiệp là nó sẽ như thế nào? Thì cái chế phẩm sinh học EM này là nó dùng để sản xuất cho cái nông nghiệp sạch, đấy, nâng cao chất lượng nông sản nhằm đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là thân thiện với môi trường. Nó là mục tiêu hàng đầu của các ngành nông nghiệp nói chung và nông dân của chúng ta nói chung, nói riêng. Thì một trong những biện pháp hữu hiệu để sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững đó là ứng dụng rộng rãi các vi sinh vật hữu ích để thay thế cho các hóa chất, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh và các loại thuốc kích thích có tác động xấu đến môi trường và cái sức khỏe của cộng đồng con người. Chính vì vậy, việc ứng dụng chế phẩm sinh học EM vào trong canh tác nông nghiệp nó có thể là một giải pháp hữu hiệu và toàn diện cho nhà nông chúng ta. Thì dựa trên các cái nguyên tắc hoạt động như vậy thì chúng ta bây giờ là sẽ sử dụng cái chế phẩm sinh học EM đấy, để chúng ta sẽ bón và tưới cho các loại cây trồng cũng như là vật nuôi, hoặc là chúng ta thau rửa cái ao nuôi cá đấy các bạn ạ. Thì bây giờ anh Hoàng sẽ đi vào cụ thể cái chế phẩm sinh học EM nó như thế nào, và chúng ta sẽ pha chế cái chế phẩm sinh học EM gốc ra thành cái chế phẩm sinh học EM là thứ cấp đấy các bạn nhé. Rồi chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm. Rồi thì đây sẽ là cái can chế phẩm sinh học EM của chúng ta. Đây là chế phẩm sinh học EM gốc nha mọi người nhé. Đây là EM gốc. Thì chúng ta cái công thức pha sẽ như sau. 1 lít EM gốc này chúng ta cộng với lại 1,2 kg mật rỉ đường, chúng ta pha với lại 18 lít nước sạch. Đây, sau khi pha thì chúng ta sẽ có được cái hỗn hợp EM EM2 hay còn gọi là EM thứ cấp. Thì chúng ta pha xong thì chúng ta để trong khoảng 7 đến 10 ngày là chúng ta có thể sử dụng được. Đây,
Và cái gọi là cái thành công của cái việc ủ cái chế phẩm em pha cái chế phẩm em gốc thành em thứ cấp là nó trong vòng 7 ngày. Chúng ta mở cái dung dịch này ra, nếu nó có mùi thơm chua ngọt khi mở nắp thì chúng ta mở nắp thì chúng ta thấy có cái ga nó xịt lên, cái bọt khí nó sủi lên để các thứ là chúng ta sẽ thành công. Đấy. Thì đối với cây trồng thì sẽ như sau, là chúng ta sẽ 1 lít em này, 1 lít em thứ cấp ấy, sau khi cái em mà chúng ta pha ra ấy, thì chúng ta có thể bón hòa với lại 150 đến 200 đến 500 lít nước. Đấy, tùy theo cái độ phát triển, cái tỷ lệ phát triển của cây, cái lúc mà cây nó trưởng thành hay không, hay cây còn nhỏ thì chúng ta pha với tỷ lệ. Đấy, đối với lại vật nuôi thì chúng ta đây cũng pha với cái tỷ lệ như thế này để chúng ta cho vật nuôi nó uống, nó tăng cái sức đề kháng của cái hệ thống tiêu hóa. Đối với ao nuôi tôm thì chúng ta đây cũng có thể xử lý được. Đây, chúng ta cứ theo cái công thức này. Và đây thì tất cả những cái công thức là chúng ta đã có rồi. Thì đây là cái can mà anh Hoàng mới gọi là mua để chúng ta sẽ pha chế ra thành cái chế phẩm em thứ cấp để phục vụ cho cái việc trồng cái cây dâu tây cũng như là các loại cây trồng như vật nuôi của bà con cô bác anh chị em. Thì đây hoàn toàn là cái em mới mới nguyên nha các bạn nhé. Tôi mới mua về đây. Đây là can 5 lít. Đây, khui như bà con cùng các bạn xem luôn. Cái mùi của nó thì nó cũng khá là thơm mà thơm và có vị chua ngọt đúng như là cái nhà sản xuất người ta đã nói. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ra 1 lít theo cái tỷ lệ của cái bao bì này thì chúng ta sẽ pha lấy 1 lít em gốc nhé. Rồi thì đây là hai cái chai này, sẽ mỗi chai là nửa lít thì tôi sẽ chắc đầy vào hai cái chai này. Tôi bỏ vào trong cái đây tôi chắc cho nó khỏi bị nó chảy ra ngoài. Chắc cái này cũng hơi khó đấy các bạn. Thực tế ra là chắc rất là khó chứ không phải là khó đâu. Tôi sẽ chắc nó vô một cái cốc rồi tôi rót rót dần. Tôi sẽ chắc vô cái cốc này và tôi rót dần nó vào cái chai nửa lít kia. Đây thì cái màu của nó là sẽ như thế này nha các bạn nhé. Bà con cô bác nhé. Cái màu của nó là nó sẽ hơi màu đục đục giống như là màu của cà phê. Đấy. Đây thì sau một hồi tôi đã rót ra được 1 lít em là hai cái chai nước thành bích như thế này. Đấy, nó đổ ra ngoài cũng khá là nhiều đây. Tôi sẽ dùng để bón cho cây sau khi còn lại là chúng ta sẽ đậy cái nắp kín lại và chúng ta cất đi, chúng ta dùng cho đợt sau. Rồi cái nguyên liệu thứ hai chúng ta cần đó là khoảng cỡ 1,2 lít là gọi là rỉ mật nha các bạn nhé. Đây tôi có một cái chai như thế này. Đấy, đây là cái chai rỉ mật đây. Thì cái này nó cũng khoảng 1,2 lít đấy. Chúng ta có thể dùng hơn cũng được. Dùng hơn thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta mà dùng nó ít hơn nha các bạn nhé. Bao giờ cũng vậy, dùng hơn thì nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ phải chuẩn bị là đây tôi đã chuẩn bị sẵn là một cái can 20 lít. Đây các bạn, cái đây thì hai đúng 20 lít rồi. Và tôi đã nước, đây là nước sạch nha mọi người nhé. Đây là nước sạch thôi chứ chẳng có cái gì đâu. Thì chúng ta là có nên sử dụng là cái nước nước sạch, tức là nước sạch là làm sao? Không phải là nước nước máy mà chúng ta để khoảng cỡ 5 đến 7 ngày rồi. Chứ là nước máy chúng ta mở ra, chúng ta mượn để 5 đến 7 ngày. Sau đó chúng ta mới dùng để ủ được thì nó sẽ tốt hơn là so với việc chúng ta dùng nước máy trực tiếp. Vì nước máy trực tiếp, nước máy nó cũng là nước sạch. Tuy nhiên là nước máy là nó có nhiều những cái nguyên tố mà là làm cái nguyên tố hóa học mà làm sạch nước ấy để khử trùng ấy thì nó sẽ gây là hạn chế cái sự phát triển của những cái con vi sinh vật ở trong cái chế phẩm sinh học EM. Cho nên là chúng ta là tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các loại nước nước máy thì chúng ta để từ 5 đến 7 ngày để cho nó lắng những cái chất hóa học với lại lắng những cái chất ấy đi, những cái chất mà
gọi là kiềm chế cái sự phát triển của con vi sinh vật đi đấy. Hoặc là chúng ta có thể mua cái bình, mua hẳn cái bình mà nước của họ, hoặc là cái bình nước ấy, cái bình nước mà người ta để sẵn trong đấy luôn, mua hẳn về dùng luôn cũng được. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng là nước giếng khoan, hoặc là nước giếng mà là sạch, đại loại là sạch, không được nhiễm các loại các cái kim loại nặng hoặc là các thứ, rồi nó sẽ tác động là nó sẽ không tốt đấy, đại loại như thế. Rồi nếu mà các bạn mà không có rỉ mật thì các bạn làm như thế nào? Nếu các bạn không có rỉ mật thì các bạn có thể thay bằng đường đen. Các bạn thay cho tôi là đường đen nhé các bạn nhé. Đường đen là như thế nào? Tức là đường đen là cái đường mà người ta không làm trắng. Bởi vì sao? Cái đường đấy là cái đường làm trắng, cái đường mà làm trắng rồi là người ta đã dùng hóa chất, dùng các hóa chất để người ta gọi là tẩy cái màu của đường đi rồi. Cho nên là cái đường đấy nó sẽ có màu trắng, hay chúng ta gọi là đường kính, đường mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày đấy. Đấy thì là sẽ không được. Đấy nó cũng hạn chế cái sự phát triển của cái con vi sinh vật. Đấy cho nên là chúng ta không được nhé. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đổ cái rỉ mật cũng như là đổ cái em gốc hay còn gọi là em một này vào trong cái can 20 lít này. Và chúng ta ủ trong vòng khoảng 7 cho đến 20 ngày là chúng ta mang ra sử dụng được nha các bạn nhé. Đây. Đấy, tôi sẽ đổ vào. Chúng ta nhớ là lấy cái chai, những cái chai mà chai sạch nhé, đừng có những cái chai mà nó bẩn nó không được đâu. Chai cái thứ là chúng ta phải rửa cho nó sạch đi. Rồi, tôi đã xong 1 lít em gốc. Giờ chúng ta sẽ đổ vào khoảng cỡ 1,2 lít là rỉ mật. Rỉ mật hay chúng ta gọi là rỉ rỉ đường đấy các bạn ạ. Cái này là cái nguyên liệu để người ta mà làm đường ấy, trong quá trình làm đường mà trong cái quá trình làm đường là nó cái loại này là nó dôi ra, nó dư ra đấy, thì người ta gọi là rỉ mật hay là gọi là rỉ đường. Thì cái tác dụng của cái rỉ mật này thì nó chẳng có cái tác dụng gì gọi là lớn lao cả. Nó đơn giản là nó là cái nguồn thức ăn, nó là cái nguồn thức ăn để cho cái con vi sinh vật nó phát triển ở trong cái môi trường dung dịch này, đơn giản thế thôi, chứ nó cũng chẳng có cái tác dụng, gọi là chẳng có tác dụng gì gọi là cao siêu gì cả đấy. Chúng ta nó hiểu nôm na nó là như thế. Nó khá là đặc, cái rỉ đường này nó khá là đặc. Rồi, chúng ta đã được khoảng cỡ 1,2 cái lít rỉ mật vào rồi. Thì bây giờ là chúng ta đã, đây là cái chế phẩm cái dung dịch chế phẩm em 2 hay còn gọi là em thứ cấp mà tôi đã hoàn thành và giới thiệu cho các bạn. Đây là toàn bộ cái quá trình pha chế cũng như là làm để gọi là hướng dẫn mọi người là cái cách làm cũng như là cách pha chế. Để cho anh chị em nào mà có cái điều kiện mà dùng nhiều ấy, thì chúng ta có thể mua về chúng ta dùng. Còn nếu không thì anh chị em nào mà có cái nhu cầu mà mua cái em này từ anh Hoàng vẫn được nhé. 1 lít em thứ cấp sau khi anh Hoàng ủ xong thì anh Hoàng sẽ gọi là bán cho mọi người với cái giá thành cũng rất là hợp lý luôn. Là 20.000 một lít nha mọi người nhé. 20.000 nhé bà con nhé. 20.000 một lít. Đấy, chúng ta chỉ bỏ ra 20.000 là chúng ta được 1 lít em thứ cấp này. Chúng ta pha với khoảng từ 200 cho đến 500 lít nước sạch để chúng ta bón cho cái cây dâu tây thì cực kỳ có lợi luôn. Bà con yên tâm là về bà con 1 2 lít em bà con bán bón cả năm không hết.
Nhưng mà tuy nhiên là cái EM này là nó cũng có thời gian và có hạn sử dụng. Là cái EM gốc thì nó có hạn sử dụng của nó là khoảng cỡ 6 tháng đến 1 năm, khoảng cỡ 6 tháng cho đến 1 năm. Còn cái EM thứ cấp này nó có hạn sử dụng là khoảng cỡ 3 tháng. Đấy, cho nên là bà con cô bác anh chị em nào có mua về dùng thì chúng ta dùng trong khoảng 3 đến 6 tháng là chúng ta dùng được. Còn cái EM gốc thì chúng ta cứ đậy nắp, chúng ta để khoảng 1 năm vẫn được. 1 năm vừa rồi anh Hoàng để 1 năm vẫn thấy bình thường, không vấn đề gì cả. Bây giờ là anh Hoàng sẽ lắc đều nó lên, lắc sơ sơ cho nó, và chúng ta ủ nó trong vòng khoảng 7 ngày nha bà con cô bác nhé. 7 ngày. Rồi xong. Bây giờ là cái dinh dịch này là anh Hoàng đã có rồi. Và mọi người và bà con cô bác nào có cần mua cái chế phẩm EM này thì liên hệ với anh Hoàng nhé. 20.000 một lít chế phẩm EM thứ cấp này, anh Hoàng vừa làm đây, EM 2 hay còn gọi là EM thứ cấp. Thì EM thứ cấp này chúng ta có thể ủ làm phân cá, hoặc là tưới trực tiếp cho cây trồng, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để cho vật nuôi nó uống để tăng cái sự phát triển của cây trồng, cũng như tăng cái hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa của cái con vật nuôi. Hoặc chúng ta có thể sử dụng để xử lý cái ao nuôi tôm, ao nuôi cá, vân vân vân. Rất là rẻ, 20.000. Chỉ với 20.000 là 1 lít nha bà con nhé. 1 lít mà 1 lít lại pha với được 300 cho đến 500 lít nước để bón. Đấy, anh chị em và bà con các bác thấy nó rất là hữu ích nhá. Và cái đây là cái chế phẩm sinh học này, nó gọi là nó là hướng đến cái nền nông nghiệp sạch. Đấy. Vâng, rồi cuối cùng anh Hoàng là xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong cái video clip tiếp theo. 7 ngày nữa là anh Hoàng sẽ sử dụng được. Vâng.